Em chào các bác nha. Em mong các bác ủng hộ và like đăng ký kênh cho em nhé. Hôm nay em ra cái hùng em nuôi ếch loại giống ếch xanh con đấy các bác. Cái hùng của chỗ mình bây giờ sao chuẩn bị cạn các bác. Nước nó cạn gần hết rồi các bác. Bây giờ chắc ngày mai mình bơm nước cho các bác xem. Bây giờ mình quay các bác. Đây là con ếch nhỏ của em. Đây các bác ơi. Đây là dùng ếch con là mới nở nhiều không các bác? Em bắt cho các bác xem nhé. Nhiều không các bác? Này nhảy nhảy này các bác, nhiều không? Để cho các sống các bác. Nhiều lắm các bác. Nhiều quá các bác nhìn đi không? Trời ơi, hình đồng lọc quá các bác. Thế quay các bác nhiều không các bác? Nhô này các bác nhìn thấy nhiều không các bác nhìn? Nước thì bị cạn, chắc mai mình chắc tí nữa mình bơm cho bác xem bơm nước vào. Nhiều quá, nhìn đi không? Nhiều quá. Đó, nhìn thấy dậy cồm này các bác. Nhô lên này. Rất chi là đẹp luôn các bác. Mình ấy chưa cái chuối lên đấy để cho nó sống. Còn những cái chòi lớn thì bắt ra ao lớn rồi các bác. Rất chi là nhiều luôn các bác. Sửa tụ này nhảy. Ủa luôn này các bác. Nó nhô lên nhiều không? Đẹp lắm, dậy 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 gần là nhiều đấy. Có gì đâu, nhiều quá. Các bác thấy clip của em hay các bác chia sẻ và đăng ký kênh cho em nhé các bác. Em xin chào các bác nhé.